Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình hôm nay của chúng tôi với những nội dung chính sau đây. Phóng sự phản ánh ý kiến của người dân phường Xuân Phú, thành phố Huế liên quan đến việc thi công công trình cầu Vân Dương 1 trên địa bàn. Tiếp đó là phần tư vấn pháp luật của luật sư Phan Minh Bình, cuối chương trình là phần giới thiệu chính sách mới hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cầu cũ, đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực, góp phần hoàn thiện tuyến đường Nguyễn Lộ Trạch theo quy hoạch chỉnh trang đô thị, cuối năm 2019, Ban Đầu tư Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi công xây dựng mới cầu Vân Dương 1 trên địa bàn phường Xuân Phú, thành phố Huế. Tuy nhiên, sau khi triển khai thi công được một thời gian ngắn, công trình này phải tạm dừng. Người dân địa phương cho biết, việc tạm dừng công trình trong hơn 4 tháng qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông trong khu vực, cũng như tình trạng nhếch nhác gây ô nhiễm môi trường cho cả hồ xung quanh. Nguyên nhân công trình tạm dừng và phương án tháo gỡ của cả cơ quan chức năng như thế nào, chúng tôi sẽ có phản ánh trong phóng sự sau. Do cầu Vân Dương 1 trên đường Nguyễn Lộ Trạch đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và các phương tiện giao thông, nên từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng cầu Vân Dương mới bằng bê tông cột thép có chiều dài 22m, khổ cầu rộng 13m, tải trọng thiết kế HL93. Kết cấu phần trên một nhịp dầm bê tông cột thép dự ứng lực, một cầu bê tông cột thép mỏng cọc khoan nhồi. Công trình có tổng giá trị đầu tư khoảng 12,4 tỷ đồng. Cuối năm 2019, chủ đầu tư là Ban Đầu tư Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông khởi công công trình. Tuy nhiên, sau khi thực hiện khoảng 20% khối lượng công việc, thì công trình đã tạm dừng thi công, tính đến nay đã gần 4 tháng. Người dân trong khu vực cho biết, việc tạm dừng công trình khiến họ rất sốt ruột, bởi đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nay bị trở ngại do công trường. Nhiều người tận dụng mặt bằng công trường để đổ xe, vứt rác, rất nhếch nhác, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến các hồ xung quanh. Hơn nữa, một số hộ dân gần công trình còn phản ánh hiện tượng nứt nhà xuất hiện trong thời gian gần đây. Trong thời gian thi công cái cầu này, thì những hồ xung quanh của nhà tôi là bị một lần đóng cọc thì bị nứt nẻ nhiều quá. Trong nhà bây giờ thực tế là có những vết nứt nhờ mấy anh kiểm tra thôi. Bây giờ sau cái chương trình này thì nhờ quý phái đoàn giúp đỡ để nói về nhà thầu có đáng thứ nhất là giữ gìn cái an ninh vấn đề cái nhà cửa đó. Chúng tôi là sợ sập nhà sập cửa gây tai nạn thôi. Hoặc trong thời gian thi công thì đề nghị là cái ban thi công là có kế hoạch gì để giúp đỡ cho dân để khỏi thiệt thòi. Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư cho biết việc tạm dừng thi công công trình cầu Vân Dương xuất phát từ chủ trương ra soát lại các công trình cầu xây dựng mới trên địa bàn thành phố Huế, đặc biệt là trong khu đô thị mới An Vân Dương. Công văn ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tạm dừng thi công cầu Vân Dương để ra soát về quy hoạch, hướng tuyến, tim cầu, cao độ thiết kế cầu và đường đầu cầu để có sự điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phân khu A, khu đô thị An Vân Dương năm 2019. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Sở Xây dựng và một số ban ngành khác tiến hành kiểm tra hiện trường, ra soát hồ sơ thiết kế, quy hoạch phân khu A và đã thống nhất phương án giải pháp thiết kế điều chỉnh cục bộ đối với công trình. Sau khi ra soát xong thì các sở ban ngành có liên quan đã thống nhất là giữ nguyên cái cầu Vân Dương vì nó đã đảm bảo là cái quy hoạch kết nối mọi thứ, trong đó có điều chỉnh lại hai nút hai đầu ở bên khu A của An Vân Dương cũng như là về phía phường Xuân Phú. Và cái văn bản này thì về phía chủ đầu tư cũng đã trình cho Sở Xây dựng. Tuy nhiên thì Sở Xây dựng phải tổng hợp tất cả các cầu liên quan tới cái khu A An Vân Dương để là trình cho lãnh đạo tỉnh xem xét. Một lý do khác cũng ảnh hưởng đến việc thi công công trình cầu Vân Dương đó là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện trong phạm vi xây dựng cầu mới có hồ ba Chế Thị Tài tại 106 Nguyễn Lộ Trạch bị giải tỏa toàn bộ nhà và đất. Công tác kiểm kê áp giá đền bù đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thực hiện. Được biết gia đình bà Tài có 17 nhân khẩu được tách thành 5 hộ. Các cơ quan chức năng đang xem xét để bố trí đất tái định cư cho một hộ chính và các hộ phụ trong gia đình bà. Vị trí tái định cư được xem xét tại khu tái định cư Lịch Đời giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và chủ đầu tư đã thống nhất về diện tích đất bố trí tái định cư theo quy định và đơn giá chênh lịch để thu tiền sử dụng đất. Từ khi họ về đặt vấn đề làm thì gia đình tôi là cũng nhất trí hết, làm theo cái hướng dẫn của các cấp chức năng, làm thủ tục là đầy đủ hết rồi.
mà có như là hơn một năm rồi mà chưa giải tỏa được. Tôi kiến nghị là làm răng cấp trên là giải quyết cho nhanh chóng và là cho gia đình tôi nếu có gì thay đổi thì cũng cho gia đình tôi biết để mà xác định chuyện ở hay là đi đây để chân thôi, vì có trên làm là nhà tôi là bị ấy nhiều lắm, nứt nẻ nhiều lắm. Cái cầu này cũng đang vướng về cái giải phóng mặt bằng. Thì như cả anh đã biết, theo quy định của Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế thì cái diện tích đất tối thiểu cho các khu phụ là chỉ có là tối đa là 80 m². Tuy vậy thì cái việc mà dự kiến bố trí cái các cái vùng tái định cư thì diện tích là lớn hơn 80 m². Chính vì vậy cái diện tích mà lớn hơn đó thì các sở ban ngành đã thống nhất cái phương án là khi tính cho các hộ gia đình mà được cấp đất đối với các khu phụ thì sẽ lấy theo cái giá sàn đấu giá. Và đến thời điểm này thì Ủy ban nhân thành phố Huế đã có văn bản tham mưu lên cho Ủy ban tỉnh, và Ủy ban tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính xem xét để tham mưu lại cho Ủy ban tỉnh để chấp thuận cái phương án đó. Thì sau khi có hai cái văn bản thứ nhất là cho phép thi công lại cái cầu này, văn bản thứ hai là liên quan tới cái việc là giải quyết cái giá đất tái định cư mà 20 m² lớn hơn đấy, thì chúng tôi sẽ triển khai thi công lại. Như vậy, đến thời điểm này, vấn đề điều chỉnh thiết kế cục bộ công trình cầu Vân Dương 1 và phương án tái định cư giải phóng mặt bằng cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã có phương án thực hiện. Do đó, chủ đầu tư cần nhanh chóng cho nhà thầu triển khai thi công lại dự án để sớm hoàn thành công trình, phục vụ cho người dân được lưu thông thuận tiện, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn. Chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị A, trú tại thành phố Huế, mà bà đã có đơn gửi đến hộp thư truyền hình đề nghị hướng dẫn cho bà thủ tục để bà đi đăng ký khai sinh cho con của bà. Theo bà trình bày, bà là phụ nữ độc thân và chưa có đăng ký kết hôn. Nhưng hiện nay bà mang thai và đã sinh con. Người nhà của bà đã liên hệ với cán bộ tư pháp hộ tịch của phường để làm khai sinh cho cháu. Thì cán bộ tư pháp phường hướng dẫn phải khai rõ tên của bố cháu để xác định họ khi khai sinh cho cháu. Bà muốn hỏi việc bà không đăng ký kết hôn và không xác định được họ tên của bố cháu thì bà có quyền được làm khai sinh cho cháu hay không? Việc cháu bé lấy họ theo họ của bà có được hay không? Từ câu hỏi của bà, chúng tôi trả lời như sau. Căn cứ vào quy định của pháp luật về đăng ký khai sinh được quy định tại khoản 1 điều 15 luật hộ tịch được quy định như sau. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp cha mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân hoặc cá nhân tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em đó. Về xác định họ cho con được quy định tại khoản 2 điều 26 luật dân sự năm 2015. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ. Tại điểm A khoảng 1 điều 4 nghị định 123 năm 2015, nghị định của chính phủ quy định họ, chủ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh. Trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận được thì xác định theo tập quán. Bên cạnh đó, tại khoảng 2 điều 15 nghị định 123 năm 2015, nghị định của chính phủ quy định trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ được để trống. Như vậy, đối với trường hợp của bà, nếu bà chưa đăng ký kết hôn nhưng bà đã sinh cháu bé mà không biết cha đẻ của cháu bé là ai, thì bà có thể khai họ của cháu bé theo họ của bà hoặc có thể lựa chọn một họ khác nếu tập quán tại địa phương nơi cháu bé khai sinh cho phép chọn họ của con không theo họ của cha mẹ. Trên đây là nội dung chúng tôi trả lời cho bà. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 2 năm 2020.
Cụ thể, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như lương thực thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc y tế, thuốc thú y, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hàng sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có trị giá dưới 5 triệu đồng. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật khi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hàng, không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trong quá trình hoạt động kinh doanh. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hàng sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng đến dưới 3 kg hoặc 3 lít thuộc thành phẩm. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có trị giá dưới 5 triệu đồng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sau đây. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hàng sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có trị giá từ 15 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 3 kg hoặc 3 lít đến dưới 5 kg hoặc 5 lít thuộc thành phẩm. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm thủy tinh, bán thuốc bảo vệ thực vật dùng để xông hơi khử trùng cho người không có thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật hoặc tổ chức không có giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hàng sử dụng, thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuộc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 5 kg hoặc 5 lít đến dưới 10 kg hoặc 10 lít thuộc thành phẩm. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có trị giá từ 15 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 45 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuộc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 50 kg hoặc 50 lít thuốc thành phẩm trở lên. Trong trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có trị giá từ 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên. Trừ trường hợp có giấy phép nhập khẩu quy định tại khoản 2 điều 67 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án. Chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.